À ha, ở đây có một cái chai gì nè. Chai gì vậy ta? Mình nên làm gì với cái chai bỏ không này nhỉ? Chắc chắn là có cái để làm rồi. Hô biến. Ủa sao nó còn nguyên vậy ta? Để mình đi cắt ra làm hai đã. Sau khi cắt ra làm hai, bây giờ mình sẽ dán cho hai cái này nó dính lại. Ta-da, mình mới dán xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ vùi cho nó mấy lỗ ở chỗ này he. Sao tôi thấy người ta vùi lỗ có cái một à? Còn tôi vùi gì mấy tiếng đồng hồ mới xong á trời. Còn bây giờ mình sẽ dùng keo nến để dán dính hai cái này lại. Đó, dính cứng ngắc luôn. Ta-da, đã hoàn thành xong cái bình nước dễ thương nè. Sau đó mình vặn nắp ra, đổ 100 lít nước vô. Nhà con nhiêu nước thì cứ đổ vô hết. Trời ơi, mọi người thấy cái bình nó xịn sò chưa? Thử làm bình để dành uống trà đi mọi người.